sóng tới khi gặp mặt gặp điểm cố định đúng không, thì sóng phản xạ sẽ ngược phá về sóng tới nha. Câu lý thuyết các em cần nhớ, sóng tới khi gặp điểm cố định sẽ tạo ra sóng phản xạ ngược phá, còn nếu gặp điểm tự do thì sẽ tạo ra sóng phản xạ cùng phá. Đấy. Cái thứ hai nữa đó là sóng dưng, nó tạo thành những bó sóng. Đấy, những bó sóng. Hai bó sóng thì được tính là một lambda. Một bó sóng thì được tính là lambda chia 2. Đó, và có hai nút, được chưa? Các điểm nút được gọi là những điểm không dao động. Các điểm nút được gọi là những điểm không dao động. Trong một bó sóng thì các điểm trên cùng một bó sóng dao động cùng phá nhau. Các điểm dao động chừa hai bó liên tiếp thì sẽ ngược phá nhau. Đấy. Trong sóng dưng chỉ có cùng phá hoặc ngược phá, không có lệch phá bất kỳ, thế nha. Được chưa? Ví dụ người ta bảo là hai điểm A B dao động cùng phá bỏ ngay, được chưa? Bỏ ngay. Không cần đọc nhiều, được chưa? Trong sóng dưng chỉ có cùng phá hoặc ngược phá. Đó. Thì đó là nội dung của hôm trước. Ngoài ra thì ta còn học hai công thức chính là biến đồ đúng không? Thì các bạn làm bài tập về nhà chắc chắn là có thể nhớ được đúng không? Cách bùng thì cố, cách nút thì xin. Đó là nội dung của hôm trước nha. Chắc chắn là bài tập là các em nhớ hoàn toàn công thức rồi. Thì có hai công thức đúng không? Bây giờ ta sẽ chữa một vài câu. Các em thấy một số bạn làm thì có 34 và không biết làm nữa. Thì chúng ta sẽ chữa. Thì buổi hôm nay cũng khá là nhẹ nhàng thôi, cho nên ta cứ vừa chữa vừa hỏi đáp thôi. Còn một phần nữa thì nó ngắn nha, nó ngắn. Để cho các bạn ngắm cái bài tập của hắn đã. Cho đi nhanh quá thì lại quên hết. Cho các bạn có thời gian ngắm đấy. Rồi câu 34. Cái khoảng thời gian chữa bài này thì là khoảng thời gian quý báu này. Như đây. Câu này sẽ là đảo gì? Sóng dưng truyền trên sợi dây đang ngồi có chu kỳ T. Bao nhiêu bạn làm được bài này giơ tay khả năng? Có 34 rồi đi đấy. Có bao nhiêu bạn làm được bài này giơ tay? Có ông nào làm được bài này giơ tay? Đã làm được chưa? Thì đâu mà ông làm được chưa? Chưa thầy. Chưa đến luôn. Chưa đến luôn. Nào, bây giờ sóng dưng lên sợi dây. Đi ta học, nói chung các bạn cố gắng muốn điểm tổng điểm 3 môn cao nhất là phải học đều cân bằng nha. Cân bằng nha, đừng lệch về một môn nào cả. Nào cân bằng. Ví dụ để lấy được dù 8 điểm 3 môn là nó dễ hơn so với 9 bài bài đấy. Bây giờ là sóng dưng của chu kỳ T. Với M là bùng, N cách M một đoạn là lan chia 6. Trong một cái chu kỳ thì M có thời gian, M có tốc độ cực đại, tốc độ lớn hơn tốc độ cực đại của N là bao nhiêu? Thời gian tốc độ của M lớn hơn tốc độ cực đại của N là bao nhiêu? Delta T là bao nhiêu? Ok, việc đầu tiên này, đây là sóng dưng với điểm M là bùng, còn điểm N thì cách M là lan chia 6, vậy biến đồ của N ta tính được, lấy A bùng nhân với cốt của 2 pi D chia lambda, tức là nó bằng cốt của 2 pi D là lan chia 6, thì kết quả là cốt của pi chia 3, tức là A bùng chia 2. Đấy, A bùng chia 2. Vậy thì VM mà lớn V max của N
tức là vế mắc của nơ thì là omega nhân với a nơ, mà a nơ thì lại là a bùng trên hai, mà omega nhân a bùng thì chính là vế mắc của mơ trên nhân hai. Ok chưa? Vế mắc của mơ trên nhân hai. Vậy các em vẽ cái vòng tròn lượng giác ra này, chúng ta sẽ có đây là trục vế, đây là vế mắc, vế bơ nha, mắc nha. Đấy. Đây là trừ vế mơ mắc. Bây giờ người ta yêu cầu mình là cái vế của ta ấy, cái vế mơ đây này, cái vận tốc của mơ ấy nó lớn hơn vế mắc chia 2. Được chưa? Vế mắc chia 2. Ở đây người ta bảo đến tốc độ nhá, tốc độ thì ta đọc cái đồ này lớn hơn tốc độ mắc chia 2. Đây là tốc độ mắc chia 2. Còn đây là vế mắc chia 2. Người ta yêu cầu mình nhá là lớn hơn đúng không em? Lớn hơn đúng không? Như vậy thì ta sẽ vẽ một cái vòng tròn. Cái khúc lớn hơn sẽ là chạy từ đây đến đây này. Được chưa? Đây là khúc lớn hơn. Đúng không? Cái vòng cái góc này này nó sẽ là cái khúc mà vế mơ nó lớn hơn vế mắc chia 2. Và ngoài ra còn một khúc nữa. Đó là khúc phía bên này. Khúc phía bên này cũng là lớn vế mắc chia 2. Được chưa các em? Vế mắc chia 2 thì nó hợp với trục quanh là 60 độ. Được chưa? Cho nên góc này sẽ là 120 độ. Bên này cũng 120 độ. Với tổng cộng chúng ta có cái thời gian quét là 240 độ. Thì là bằng 2T chia 3. Được chưa? Cảm ơn anh. Ok, hiểu không? Dễ mà. Thảo thấy dễ cũng chào. Thảo dễ không? Quá dễ luôn. Hiểu không nào nhỉ? Để đây có. Em hiểu bài này chưa? Cả nhóm ta không phải đến câu này luôn. Mạnh cái này, Diệp đây này. Thảo này. Ngô Nguyên này. Quýnh này. Bảo. Đà. Nhật. Việt Anh. À, thiếu ông Việt Anh đúng không? Lai à? Đoàn Góc à? Đoàn Góc à? Quế đợt về mắt kia 2. Quế Lai này. Đây là về mắt kia 2 đúng không? Đồ lớn nha, đồ lớn. Vế mắc chia 2. Đồ lớn này. Tức là muốn lớn hơn được đấy. Muốn lớn hơn được. Tức là trong một chu kỳ. Người ta hỏi là trong một chu kỳ. Tức là một vòng tròn đấy. Một vòng tròn nha. Nó lớn hơn ở những cái góc nào. Muốn lớn hơn được thì cái vector của nó phải quẹt từ cái điểm này này. Lên đến điểm này này. Thì nó mới lớn hơn được đúng không? Đấy, nó mới lớn hơn được. Quẹt từ đây đến đây có phải là nó lớn hơn vế mắc chia 2 không? Ngoài ra nó quẹt từ đây đến đây nữa cũng lớn hơn vế mắc chia 2 này. Được chưa? Hai cái góc bên này. Được chưa? Đó, vế mắc. Mà một góc ở đây sẽ là 60 độ. Lý do 60 độ là gì? Vì cái vị trí nó là vị trí vế mắc chia 2. Thầy dạy là A chia 2 là hợp trục quanh 60 độ đúng không?
cái này dài rồi đây, nó hợp được khoanh 60 độ. Đây không 60, đây 60, đây 60, nhưng mà tổng là 240 không? 240 thì có phải là thời gian quẹt trong một chu kỳ là đổi sang là 2 tế chứa 3 không? Có câu hiểu vấn đề không? Đó. Ok. Ngắm nha. Việt Anh vào 1 đấy. Câu 35. Năm nay là ta phải đổi cái lộ trình là phải học lý thuyết vừa vừa, à học công thức vừa vừa, mà thầy dành thời gian chữa bài tập nhiều hơn. Nào, sóng dương đến trên rồi dành ăn hồi chu kỳ tế mơ là bụng nơ cách mơ khoảng 2.92 là những vùng dầu gốc tế đúng không? Trong một chu kỳ thời điểm mơ có tốc độ của mơ nha, nhỏ tốc độ cực đại của nơ là mất khoảng thời gian delta tế là bao nhiêu đấy. Bây giờ là cái đầu tiên tính cho thầy là biến đổi của nơ là a bùng do mơ là bùng trên tài dung hàm cốt nha, IPD chia lambda hai số ba, khoảng cách là bằng lambda chia 12. Thế được a bùng căn 3 chia 2. Quay nghĩa là yêu cầu mình là vế mơ nó nhỏ hơn vế n max. Đúng không? Vế n max. Mà vế n max thì nó là omega nhân an. Omega nhân an chỉ là a bùng căn 3 chia 2. Omega nhân a bùng thì chính là vế mơ nhân với căn 3 chia 2. Đúng không? Vế mơ max nha. Vế mơ max nhân với căn 3 chia 2. Ok. Bây giờ người ta yêu cầu mình á là cái điểm mơ của ta, cái vận tốc của ta là phải nhỏ hơn cái vận tốc mắc căn 3 chia 2. Đây là V căn 3 chia 2. Đây là V căn 3 chia 2. Được chưa? Vậy thì thời gian để quét nào. Thế bây giờ nhỏ hơn là nó phải quét ở đâu? Nhỏ hơn thì nó phải quẹt ở trong cái vùng này thôi này. Trong vùng này thì nó sẽ nhỏ hơn này. Đúng không em? Trong vùng này nó quẹt từ đây đến đây nên nó sẽ nhỏ hơn cái góc này. Ngoài ra thì còn có góc dưới nữa. Còn có góc dưới nữa. Đây. Đó. Nó sẽ quẹt từ đây lại đây thì nó sẽ là nhỏ hơn V chia 2. Và chúng ta sẽ đi tính cái góc này đúng không? Ở đấy là vị trí A căn 3 chia 2. Cho nên đây là 30 độ. Cho nên trên này sẽ là 60. Đúng không? 60. Vẫn là 2T chia 3 đúng không đẹp? Đấy. 240 độ là 2T chia 3. Vẫn là đáp án A. Được chưa? Vẫn là đáp án A. Không có thay đổi. Ok, các em hiểu chưa? Rồi, câu hỏi số 36. Câu 36 thì tương tự rồi nha. Được chưa? Câu 36 tương tự luôn. Có không chữa. À có bài từ từ không? À không, câu 36 khác. Chữa nổi luôn thì ta sang phòng dục. Nói chung buổi ngày hôm nay thì cũng cứ học nhận nhá.
vì vẫn tiếp tục cái văn phòng dựng mà. Ok. Nào, câu 36, cho sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB có chu kỳ là 1,5 giây. T là bằng 1,5. Cố gắng làm cho hết nhá. Cố gắng làm cho hết này. Nó mới giỏi được. M là bùng, N là một điểm trên sợi dây. Khi lý đồ của M là 4 thì lý đồ của N là 2. Rồi. Trong một chu kỳ thì thời gian tốc độ của M không nhỏ hơn tốc độ cực đại của N. Là bao nhiêu? Tốc độ của M không nhỏ hơn, không nhỏ hơn tức là lớn hơn. Đấy. Thì khoảng thời gian này là bao nhiêu? Ok chưa? Nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ có, bây giờ theo cái em này, câu hỏi này, câu hỏi này, M với N là có quan hệ gì với pha? Nào câu hỏi nha, nghe câu hỏi, M với N có quan hệ gì với pha? Người ta cho biết UM bằng 4, UN bằng 2. Giờ vào câu này các em cho biết quan hệ gì với pha? Nào trả lời đi. Rồi. Tại sao không phải ngược pha? Tại sao không phải ngược pha? Em hình dung này. Các bạn trả lời là cung pha. Thì bây giờ ta phải hình dung này. Cung pha thì nó mới cung lý đồ dương được. Được chưa? Còn nếu mà một thằng mà một thằng như này, một thằng ngược pha như này thì rõ ràng ấy, cái lý đồ của nó sẽ là một thằng âm, một thằng dương. Đúng chưa? Nên để hai thằng cung dương thì gọi là trục cung pha. Vậy ta sẽ áp dụng công thức cung pha. Ta có UM chia cho AM, nó sẽ bằng UN chia cho AN. Vậy thay vào đây là 4 để cho AM bằng 2 để cho AN. Được chưa? Rồi. Trong đó AM, M thì là bùng, M thì là bùng cho nên ta ghi AM là A bùng nha. Tức là AN ở đấy chính là bằng A bùng trên 2, đúng không em? AN chính là A bùng trên 2. Vậy bây giờ ta có là VM nó lớn hơn VN max. Đấy, đây là độ tốc độ nha, tốc độ thì tổng tuyệt đối ha. Thì lúc này VN, VM của chúng ta sẽ được bằng omega nhân AN bằng omega nhân A bùng trên 2 bằng chính là V max M trên 2. Thì đây là các em tự làm thiệp nha, được chưa? Đó, đảm bảo comment là C đấy. Ok. Hãy chữa cho ba câu khó nhất của đây này đấy. Có câu nào khó hơn không? Đúng không? Thì câu khó đó. Đấy, có yêu cầu gì về chữa bài tập nữa không? Đấy, thầy chủ động chữa cho các em làm mấy câu đây này. Ba bộ này. Ba bộ. Ok.
Câu 31. Cho bước 6 là 24. Bùng 6 thì biên độ là 12. Bước 6 này là 24 này. Bùng này là bằng 12 này. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dưới thẳng thì người ta cho là T chia 2 là bằng 0,02 đúng không các em? Buổi được học rồi. Khoảng thời gian giữa hai lần dưới thẳng, vậy thì T sẽ bằng 0,04. M là bùng, P và Q ở hai phía, cách M là 2,16. Cách M là 2,16. Đó, ok. Bây giờ ta cần xem thử là M với N là, à quên đi, P với Q là hai thằng cùng phá ngược phá đấy nhá. Thế nào? Đây là M này, đúng không? M đúng không? Đây là M này. Xem thế nào? Bước 6 là 24, bước 6 là 24 thì một bó sẽ là 12 đúng không các em? 12. Một bó sẽ là 12. Mà P thì nằm ở cách M là 2. Cách M là 2 tức là nó chưa vượt qua một bó. P nó sẽ nằm ở đây. Còn M, con Q thì cách M 16, M cách Q. Q cách M 16. Q cách M 16 là nó đã qua cái bó khác chứ nhỉ. Đây là 6 này. Đúng nhá, đây là 6 này. Đây sẽ là 10 này. À như vậy là Q nó nằm ở phía bên này. Có hiểu thầy làm gì không? Từ đây này 12 này. Được chưa? Thì rõ ràng là quý nó sẽ nằm ở phía bỏ bên này. Nhá, kiểu bên này. Đúng không em? Đó. Bên này cái này 6 này. Từ đây này là 10 này. Thì là 16. Được chưa? Vậy P với quý thuộc hai bỏ khác nhau. P với quý thuộc hai bỏ khác nhau. Bỏ liên tiếp. Thì tức là P với Q là ngược phá. Đúng chưa? P với Q là ngược phá. Vậy thì ta có công thức ngược phá là UP đến cho AP nó bằng trừ UQ chia cho AQ. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ thay số này. Người ta cho này, lý đồ của P là bằng âm 3 căn 3. Thì lúc này lý đồ của Q là bao nhiêu? Đấy. Ta sẽ phải đi tìm lý đồ của quý đã nhá. UP trên nào bây giờ AP, AP thì tính kiểu gì? Ta sẽ lấy A bùng nhân với cốt của IP. Ở đây P sẽ cách bùng là 2. Lambda thì là 24. Bằng trừ UQ chia nhân A bùng nhân cốt của IP nhân với D bùng là cách bùng 16 chia cho 24. Lúc này các em sẽ được là gì đây? Đây nào. Cốt của 4pi trên 24. Cái này sẽ được là căn 3 chia 2. Thay số luôn, âm căn 3 căn 3 này đến cho A bùng này, A bùng quất đi. Quả đây là căn 3 trên 2. Trừ UQ trên cột của 2P nhân 16 để cho 24. À, đọc điều đổi nha. Biến đồ bùng là 1 phần 2. À. Biến đồ thì ta lấy trước nha. Cái này đọc điều đổi vào. Cái này thay tính được ấm 1 phần 2 này. Nhưng mà đọc điều đổi vào thì được là 1 phần 2 được chứ. Vậy thì ta tính được UQ. Đó, UQ. UQ là bao nhiêu? 3 căn 3 chia cho căn 3 trên 2. Rồi nhân 1/2. Kết quả thì UQ được 3 cm. Ok chưa? UQ được 3 cm. Tuy nhiên đây có phải đáp án là B hay không? Đấy. Thì chưa phải sóng nha, chưa sóng nha. Đấy là ở thời điểm T thôi. Còn thời điểm T cộng 1/30 nữa. Đúng rồi.
Đây là cú quý ở thời điểm tế các em nhá, thời điểm tế này, đây là thời điểm tế này. Thì bây giờ ta vẽ nào, nó đang ở vị trí ta ba. Biên độ bùng là biên độ bùng là bao nhiêu, biên độ quý là bao nhiêu, biên độ của quý là 6 đúng không? 6. Biên độ quý là 6 nha. Âm 6. Đây là thay vào đây này. Đây được 3. Được chưa? Được 3. Đó. Bây giờ thằng quý, thằng quý nó sẽ đang ở 3. 3 thì đang ở trên này ở dưới các em nhỉ. Nào comment xem vector của quý sẽ nằm ở trên này ở dưới nào, thời điểm t. Nào comment đi, quý lúc này sẽ nằm ở dưới ở đây. Rồi, dưới. Dưới hả? Ok. Tại sao dưới nhờ? Lý đồ của P lúc này đang giảm này. Đang giảm này. Đúng chưa? Đang giảm. Nó đang ở vị trí là P nhá. P đang ở đây đúng không? P nào đang giảm. Đây vẽ cái bóng tròn nhờ. Trục đá trục. Đây là UQ với UP nhá. Lúc thằng P nó đang ở vị trí 3 căn 3 và đang giảm. Âm 3 căn 3 và đang giảm. Thì vector ở đây. Và gió quý, gió thằng quý nó ngược phá về P. Nên rõ ràng thằng quý nó phải ở đây. Đúng không? Đấy, thằng quý nó phải ở đây. Ngược phá. Quay đi sau một khoảng 1 phần 30 giây. Sau 1 phần 30 giây. Sau 1 phần 30 giây. Tức là bao nhiêu chu kỳ? Tế ở đây là người ta cho là 0,02, à nhầm 0,04. Tế là 0,04. Vậy các em đổi cho thầy 1/30 mà chia 0,04 thì được 5t/6. 5t/6 nhân 360 đây, được 300 độ. Đó. 300 độ, nó quẹt 300 độ đúng không? Góc này chắc chắn là 60 độ. Được chưa? Số 3 này hợp với trục khoanh là 30 độ, à 60 độ. Vì biên độ là 6 mà. Biên độ thằng quý là 6 mà đúng không? Được chưa? Thì quẹt quẹt thêm mấy độ nhỉ? 240 độ đúng không? Quẹt đến đây là 180 rồi. Được chưa? Đấy. Ta sẽ cần quẹt thêm 60 độ nữa mới đủ. Đây là quý tại thời điểm T cộng 1/30 này. Còn đây là thời điểm T nha. Đấy, quẹt từ đây đấy này mới đủ được 200 à 300 độ nha. Góc này sẽ là 360 độ. Quay nó chiếu xuống khoanh là âm 3. Đấy. Rồi. Quẹt 35 độ thì UQ lúc này là được âm 3. Nha. Đảm bảo nó đi. Đấy. Thế thôi. Rồi kể ra cái bài này con khó hơn 34, 35, 36 nhỉ, đúng không? Chờ. Đã này chưa? Thảo Lan là câu này đúng không? Thầy Lan ở điểm 34 mà. Tốt đấy. Lan là câu này, tức là hiểu về cái bản chất của con mình rằng. Cái thứ hai là hiểu về tính chất sóng cơ. Chỉ có ngược phá hoặc cung phá.
Rồi nha, ta sang phần sóng dừng cuối cùng đi. Được chưa? Nha, sóng dừng cuối cùng. Nào. Đốt phần sóng dừng cuối cùng nha. Lockdown. Tổng dư phần 2 các bạn. Lý thuyết thay tóm tắt đây. Tóm tờ tài liệu luôn. Tổng dư phần 2. Nốt hôm nay là chúng ta xong sóng dưng, sóng phần sóng dưng. Và buổi cuối cùng chúng ta sẽ học về sóng âm. Là hiện kết thúc cái chương số 2 này. Kết thúc chương số 2. Một trải nghiệm mới đúng không? Chuẩn bị sang một trải nghiệm mới. Chương số 3. Chương số 2 là sắp kết thúc. Đó là kết thúc về mặt gọi là kiến thức chung, thấy chưa? Chứ còn để mà kết thúc, để mà sáng chướng đối với các bạn đi, nó phải luyện nhiều lắm, chịu khó làm bài tập vào, thấy chưa? Chịu khó làm bài tập vào, dư chỉ có ăn ngủ và học thôi. Nào, buổi hôm trước chúng ta học về lý thuyết sóng dưng này đúng không? Và biến đổi sóng dưng này, đó là hai mục này đúng không? Đó, thì hôm nay học một cuối cùng đó là sự xuất hiện của các bó sóng. Đó thấy đặc tính như thế thôi. Thực chất ở đây là chiều dài của sợi dây nha. Thực ra mục này nó chính xác hơn là chiều dài của sợi dây. Chiều dài của sợi dây trên sóng dưng. Yêu cầu đầu tiên. Nếu trường hợp sợi dây là hai đầu cố định, được chưa? Nếu trường hợp sợi dây là hai đầu cố định, hay có một cái chiều dài dây ký hiệu là L, được chưa? L là chiều dài dây. Nếu hai đầu mà cố định thì chiều dài dây của nó sẽ là gì? K lambda chia 2. Tôi giải thích một tí. Hai đầu cố định thì nó sẽ tạo thành K bó, được chưa? Ví dụ ở đây thầy có ba bó sóng. Một bó sẽ có chiều dài là lambda chia 2. Ở đây sẽ là lambda chia 2. Vậy thì ba bó chiều dài giấy sẽ là bằng 3 lần của lambda chia 2. Được chưa? Ở đây số 3 này là đại diện cho chữ K. K là bó, được chưa? K là bó nhá, K là bó. Đấy, cho nên ta có công thức L sẽ bằng K lambda chia 2. Trong đó K là số bó. Ok chưa? Nhưng mà người ta không hay dùng công thức này, mà người ta dùng mục đích là người ta tính cái tần số ra. Đấy. Tính cái tần số ra. Thì ở đây này, lambda thì V chia F. Lambda thì bằng V chia F. Thế này đây ta sẽ suy ra F chỉ bằng K V để cho 2 lần. K V trên 2 lần. Ta có công thức tiếp theo. Đó. Đó là thầy chủ thích cho các bạn biết. Đó là K là số bó. Đó là K là số bó. Và số bó thì lại bằng số bục. Được chưa? Ở đây có K bó thì có K bục 1, 2, 3, 3 bục. Được chưa? 3 bục. Và ở đây số nút sẽ là K cộng 1. K cộng 1. Lý do này. Các em cứ thấy cứ vẽ đại diện đã không? Đây có mấy nút? 1, 2, 3, 4. Đúng không? 3 bó thì có 4 nút. Đấy chưa? Cho nên là đấy, tổng quát là K cộng 1. K cộng 1. Ok chưa? K cộng 1. Đó. Vậy thì bây giờ các cái em để ý này, cái công thức K bằng F bằng K V trên 2L đây này. K này này, nó có thể là bằng 1, có thể bằng 2, có thể bằng 3, có thể bằng 4.
nếu sóng mà chỉ có một bó thì ta sẽ có tần số của nó là f0. Thấy chưa? F0. Nếu k bằng 2 thì tần số của nó sẽ là 2f0. Nếu k bằng 3 sẽ là 3f0. Thấy chưa? Cái f0 này này, cái f0 này này, người ta gọi đấy là tần số cơ bản. Thấy chưa? F0 này này, người ta gọi là tần số cơ bản. Với k bằng 1 nó sẽ bằng v trên 2 lần, đây gọi là tần số cơ bản. Tần số cơ bản đấy, của sóng dưng. Tức là để tạo ra sóng dưng các em có cần tần số ít nhất là bằng f0. Nếu các em không có tần số là f0 thì nó sẽ không tạo ra sóng dưng được. Sóng dưng không phải thích quật như nào là quật đâu nha. Cái tần số rung của nó phải chính xác là v trên 2 lần, nó mới tạo ra được sóng dưng. Đấy. Một cái hiện tượng trong sóng dưng này, tại sao lại gọi là, người ta gọi là hòa ấm ở đây? Cái hiện tượng sóng dưng kinh điển nhất đó là cái hiện tượng mà thổi sáo. Đấy, thổi sáo. Kiểu người ta bấm mấy cái lỗ sáo ấy. Thì đó là cái hiện tượng sóng dưng. Ở đấy sóng dưng ở đấy là không phải sợi dây, mà nó là sóng dưng ở trong cột khí của ống, được chưa? Các cái khí ở trong ống sáo nó sẽ dao động theo hình dạng của sóng ấm. Anh em, sóng dưng. Đấy. Các âm thanh phát ra, ví dụ người ta ấn mấy cái lỗ ấy, các em có biết ấn mấy cái lỗ là để làm gì không? Đó là người ta sẽ thay đổi cái cột khí trong ống ấy. Đấy. Người ta bịt từng lỗ một, nó sẽ tạo ra cái lơ khác nhau. Đây, cái lơ khác nhau. Khi cái lơ khác nhau sẽ tạo ra cái tần số khác nhau. Cái tần số khác nhau nó sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau. Được chưa? Ví dụ bình thường thầy nói bình thường chúng ta có 1, 2, 3, 4. Nó khác với việc thầy đang giảng là chúng ta thầy đang nói cao hơn. Được chưa? Thầy nói rất giọng cao hơn. Bình thường thầy nói trầm hơn. Còn bình thường nếu thầy giảm hay là cao hơn, đó là cái sự tần số của thầy đang thay đổi. À, tức là cái sợi dây thanh quản, ví dụ cái sợi dây thanh quản của thầy ấy, nó rung khác nhau, nó cũng tạo ra những âm khác nhau, đó cũng là sóng dưng, được chưa? Đó cũng là sóng dưng, nó sẽ tạo ra những hòa âm khác nhau. Hòa âm đi kèm. Rồi, hòa là một cái hiện tượng sóng dưng mà các em có thể sẽ hay gặp, đó là rọt đường có phích ấy. Yeah. Các em sẽ nghe tiếng đấy. Các em không cần nhìn cũng sẽ đoán được là nước sắp đầy hay chưa. Đó cũng là một hiện tượng trong sóng dưng. Lý do là cái cột khí trong ống trong cái phích nước, cái nước nó dâng cao thì cái chiều dài cột khí nó giảm xuống, dẫn đến là cái lơ giảm. Đó. Lơ giảm thì tần số tăng, đúng không? Cái lơ này mà giảm xuống thì tần số nó tăng, dẫn đến kém cho nghe tiếng đấy, tiếng nó càng ngày càng cao đấy. Kém đã bao giờ rót phích nước chưa? Rót phích nước vào để uống hoặc là gì chưa? Khi mình rót vào thì tần số nó càng ngày càng nghe tiếng róc róc, và mình không cần nhìn cũng thể đoán được là nó sắp đầy hay chưa. Cái âm thanh này cũng là âm thanh của sóng dưng nha. Đó. Người ta sẽ dựa vào cái này để thiết kế những cái thiết bị dụng cụ để chế tạo đàn liên quan cột khí hoặc là dây. Kém biết cái đàn guitar không? Biết cái đàn guitar không? Cái đàn guitar có cả sợi dây ấy, thấy chưa? Nó cũng là ứng dụng một sóng dưng đấy. Tại sao mà người ta phải có ông nào chơi guitar không? Họ phải dùng cái tay này này để bấm. Cái việc bấm là để làm gì các em? Việc bấm là để cho cái chiều dài sợi dây nó thay đổi. Cái chiều dài sợi dây nó thay đổi, cái tần số của dây đàn nó sẽ rung khác nhau và tạo ra những cái âm thanh nốt la rồi do re mi fa sol la si đấy. Thì nó sẽ tạo ra những cái âm thanh khác nhau và tạo ra những cái bản nhạc khác nhau. Đó. Người ta nghiên cứu sóng dưng mục đích là để nghiên cứu về tần số của nó nhá, tần số của nó. Chỉ cần bấm
Rồi khi chiều dài vậy ngắn lại là ấm nó cao hơn. Bạn nào mà chơi guitar sẽ biết. Được chưa? Thầy thời sinh viên là thầy đánh guitar, chơi guitar hết rồi. Đấy. Thầy sinh viên nhiều đó lắm. Mấy ông chơi đó. Ở trên YouTube của thầy có mấy cái cây bài cũ cũ ấy. Thời thời nào nào ấy. Đấy, thầy đánh solo như cái bài. Đó. Các bạn có thể thông tin các bạn lên YouTube em nó thầy có thời trẻ đấu là cũng may mò từ giờ kia đã. Rồi một cái hiện tượng thứ hai, cái một cái trường hợp thứ hai đó là một đầu cố định và một đầu tự do, một đầu cố định một đầu tự do. Thì cái hình dạng của sợi dây nó sẽ như sau. Thế giả sử chúng ta có một đầu cố định này, đầu B tự do. Thì đầu B sẽ là bùng đấy nha, đầu B sẽ là bùng, thấy chưa? Bùng. Mặc định của nó sẽ là bùng. Đấy, đấy là quy luật tự nhiên. Đấy là quy luật tự nhiên. Cái B nó sẽ là bùng. Lúc này cái chiều dài của dây của nó này nó sẽ bằng. Ở đây chúng ta sẽ có mấy bó? Hai bó. Đúng không? Hai bó. Hai bó. Đấy. Và cái chiều dài giấy ở đây sẽ là bằng đấy là lambda chia 2. Lambda chia 2. Lambda đấy là, sẽ là nửa của lambda chia 4. Thì đây sẽ được thay sẽ được là 2 lần của lambda chia 2 cộng lambda chia 4. Được chưa? Đó là hai bó. Hai bó thì sẽ tạo ra làm 2 lần lambda chia 2 cộng lambda chia 4. Vậy cá bó tổng quan lên chúng ta có cá bó. Thì thầy sẽ có là L của chúng ta ấy, là bằng cá lần của lambda chia 2 cộng với lambda chia 4. Được chưa? Thay lấy lambda chia 4 làm nhân tử chung thì trong ngoặc sẽ là 2k cộng 1 nhân lambda chia 4. Lấy lambda chia 4 làm nhân tử chung thì trong ngoặc sẽ là 2k cộng 1 lambda chia 4. Nha. Đây. Cái công thức của chúng ta đây. Đó. Một đầu cố định và một đầu tự do. Ngoài ra thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng suy ra công thức tần số F bằng 2k cộng 1 V đến 4 lần. Được chưa? V đến 4 lần. Đó. Trong đó này, k là số bó. K là số bó. Cái số bùng với số bó trong trường hợp này lại bằng nhau. Bắt đầu bằng k cộng 1. Nếu các em quên cái này nha, thầy nói là nếu mà mình quên cái này thì các em vẽ ra như thầy, vẽ ra như thầy, các em thấy sẽ thấy rõ ràng này, đó là có hai bó này, đúng không? Có mấy nút? Có ba nút, đúng không? Ba nút, đó, ba nút, được chưa? À hai, hai, à nhầm. Đúng rồi, hai bó. Hai bó, ba nút và mấy bùng? Ba bùng. Đúng chưa? Ba bùng đây này. Ba bùng. 1 2 3. Được chưa? Ok nha. Trong trường hợp này là số bó à nhập số nút sẽ bằng số bùng. Nhớ chưa? Đó. Và để nó phát ra từ đó ta sẽ có những cái hòa âm tương tự F0 sẽ tương ứng với là cá bằng 0. F0 sẽ tương ứng với cá bằng 0, tức là bằng V đến 4 lần. Đây gọi là tần số cơ bản. Tần số cơ bản. Còn những cái hòa âm đứng sau sẽ là 3F0, 5F0, tóm lại là số gì ấy? Số lẻ nhá, số lẻ đó này. Đó. Nhớ cho thầy, để cho nhớ cái này nội dung này cho thầy nhá. F0 bằng 4V đến 4L là tần số cơ bản. Ok, bây giờ ta quất bài tập luôn nhá. Nào, cuộn bài tập nào.
có sao. Nói chung phải luyện bài tập mới hiểu được lý thuyết của mình. Nào, trong sự gương xảy ra trên một sợi dây đàn hồi dài 80, được chưa? Là người ta cho lơ 80. Một đầu cố định và một đầu tự do. Biết rằng trên dây có 8 nút. Trên dây có 8 nút. Bây giờ này, khi người ta cho nút và cho bùng, kém phải quy về bỏ hết, được chưa? Nếu cho nút kém quy với bỏ hết có 8 nút thì mày bỏ em. À, như là lý thuyết nha. Đây là một đầu cố định và một đầu tự do, được chưa? Đây này, đọc đề này, cố định một đầu tự do. Khi số bung bằng số bó, à nhầm. Ừ. Thay viết nhầm chỗ này. Số bung bằng số nút kém nha. Số bung bằng số nút, được chưa? Số bung bằng số nút. Thế bây giờ số nút là 8, được chưa? Thì số bó sẽ là mấy nào? 7 bó đúng không? Đây là cá bằng 7 đây. Ok chưa? Cá bằng 7 đây. Cá bằng 7. Tất cả quy hiệp với bó như thế này, nếu cho nút với bùng quy hiệp với bó nha. Khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp chuỗi thẳng. 6 lần liên tiếp chuỗi thẳng là 5T chia 2. Đúng không em? Cái này buổi trường đã học rồi. 6 lần là 5T chia 2. Đây này. Thì trước thầy có ghi lại này. Thời gian để nơ lần chuỗi thẳng này. Lần nơ từ 1T chia 2. Buổi trường vừa học. Bạn nào làm bài tập về nhà thì sẽ nhớ cái này. 0,25. Vậy cái sẽ suy tin được T cho thầy là 0,25 nhân 2 chia 5. Để 0,1. Được chưa? Không. À, phi nó ép luôn đấy. Ép trong 10. Như vậy chúng ta có lơ này, có cá này, có ép này, đúng không? Thì các em tìm được quế thôi. Ép sẽ bằng là 2k còn 1. Quế nên 4 lơ đúng không? Từ đó các em sẽ tìm được quế. Được chưa? 10 này. 2 nhân 7 còn 1. Nhân với quế nên bộ lơ là nhân với 80. Vậy quế của chúng ta sẽ bằng 10 nhân 4 nhân 80 chia cho 15, đúng không? Thì kết quả chúng ta sẽ được 640/3. 80 mét trên dây. Ok nha. Sao? Mấu chốt vấn đề là quy hết cho thầy về về bỏ. Hiểu gì đúng không? Nào, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Em cũng làm đi, rồi comment luôn đáp án nha. Sóng dương xảy ra trên một sợi dây đàn hồi. Trên dây có hai điểm A, B. Trong đó A là bùng, B là nút. Rồi. Khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của A và B là 27,5. Giữa A và B có 5 nút. Đây là một đầu gì các em? B là một đầu, B là nút này. A là bùng này, chứng tỏ bài này là bài một cố định một tự do. Một cố định một tự do nha. Giữa A và B này còn 5 nút. Các bạn là đây là B. 1 nút, 2 nút, 3 nút, 4 nút, 5 nút và cuối cùng là điểm A. Ok chưa? Bài này khoảng cách giữa A và B
là bằng 27,5. Em đếm xem có bao nhiêu bó đây. 1 bó, 2 bó, 3 bó, 4 bó, 5 bó. Vậy L của chúng ta nó sẽ bằng 2K cộng 1. Đúng không? Làm ra chia 4. Được chưa? Ok không? Còn lại các em không nhớ công thức này thì các em có thể dùng đây còn 5 bó này, 5 bó tức là 5 lan lan chia 2. Cộng thêm cái đuôi này nữa đấy, cộng thêm cái đuôi này nữa là lan lan chia 4 này. Là bằng 27,5. Được chưa? Đấy. Còn là thay vào cái công thức thay cho luôn. Đó là 2K, 2 x 5 cộng 1. Lan lan chia 4 luôn. Bằng 27,5 luôn được. Cái nào được nhá. Đầu tiên là mình đếm này. Cũng được này. Hay là áp dụng công thức của thầy cho luôn được. Như nhau với em nhá. 27,5 mà chia mấy? Nhân 4. Chia mấy? Chia 11. Thì có được 10. Ok chưa? 10. Đó. Nào câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Ông nào không hiểu thì giảng hỏi nhá. Rồi thầy cho các em suy nghĩ câu này nào. B2 nào con được lên số 1 rồi đấy. À, có chứ, còn 5 bó đây này. 5 nụt đây này. 5 đây này, 5 bó đây. Đây, 5. Rồi có 5 nụt nó vẫn trừ đi 1 cho anh. Tổng cộng đây cho 6 nụt, 5 nụt ở giữa. Giữa A và B còn 5 nụt, tính ở B nữa cho 6 nụt. Đúng không? Có B nữa là 6 nụt. Sau nút nó sẽ tạo thành 5 bó. Ok chưa? Giữa A và B có 5 nút thôi. Tính ở B nữa là 1 nút nữa là 6 nút. 6 nút sẽ tạo thành 5 bó. Vẽ hình ra các em cũng thấy. Câu 3. Rồi, 0,5 mét, chỉ xa, đúng rồi đấy. Tổng số nút và số bùng, ở đây ba này là hai đầu cố định nha, hai đầu cố định. Hai đầu cố định thì số bó, à số nút sẽ hơn số bó là 1, đúng không? Đấy, số nút sẽ hơn số bùng là 1, cá bùng, cá cộng 1 nút.
thì tổng số nút và số bùng sẽ là 2 k cộng 1 sẽ bằng 21. Như vậy k sẽ bằng là 10. Được chưa? K sẽ bằng 10. Trong khi đó cái chiều dài của sợi dây sẽ bằng k lambda chia 2. 10 nhân với lambda. Lambda thì lại bằng V chia F. V thì lại bằng 150. Được chưa? Các em thích đổi thế nào được nha, để xem mệt được. F thì là 15. Kết quả đấy sẽ là bằng 50 cm. Là 0,5 mét đấy. Đó. Quanh đi quần này mấy cái kiểu này. Rồi câu hỏi số 4. Câu số 4. Làm. Trai không ăn được. Đây gợi ý là chằn ra cái. Cá nó sống nguyên đúng không? Cá nó sống nguyên. Gợi ý cho các bạn là chằn ra cái. Nhật comment 2. Có bạn nào nữa không? Dương Mạnh comment 3. Rồi, đáp án là gì nhá? Tính như là 2 đấy. Để ta tính thêm nhá. 2 đấy. Đúng rồi, 2 đấy. Thì sao đấy? 2. Một đầu cố định, một đầu tự do thì công thức là 2k cộng 1.
lambda chia 4, đúng không? Lambda thì nó bằng v tên em hãy số thôi. L là 1,5, F là 100, trong khi đó V của chúng ta là chạy từ 150 đến 400. Vậy ta cô lập V xuống 1,5 nhân 4 nhân 100 trên 2K cộng 1, chạy từ 400 cho đến gì? 150. Để đấy các em tìm ra cái như thế này, 2K cộng 1 sẽ chạy từ thôi tìm ra cá luôn nhỉ, tìm ra cá nhá. Có tìm được cá chỗ này là liên quan đến toán nhá. Lấy 1,5 nhân 14 nhân 100 đem chia 400, kết quả nó được trừ 1 chia 2, kết quả được 2K cộng 1 nha, được 1,5. Được chưa? 1,5 nhân 4 nhân 100 chia 150, kết quả được 4. Vậy cá nó chạy từ 1,5 cho đến 0,25. Vậy suy ra cá sẽ bằng gì kém? Cá sẽ bằng 1. Được chưa? Cá sẽ bằng 1. Cá bằng 1 thì kém tin được bước 6, đúng không? Tin được bước 6, tin được bước 6. Thấy vào đây nè, với cá bằng 1 nha, thì 1,5 nó sẽ bằng là 2 nhân 1 cộng 1 nhân lambda chia 4. Vậy suy ra lambda bằng 1,5 nhân 4 trừ 1 nhập chia cho 3 nha, đã được 2. Xong. Cái kiểu bài mà cho vế chạy từ mấy đến mấy ấy, thì các em sẽ gặp rất là nhiều trong cái bài phỏng dựng này. Trong cái loại bài phỏng dựng này khá là nhiều câu liên quan đến cái thể này. Câu số 6 nha. Ok đúng không? Nào, nghĩ câu hỏi số 6. Đấy, bữa nay ông Nhật comment rất nhanh đúng không? Comment rất nhanh. Nào, tiếp câu số 6. Các em cứ nhớ là quy hết phải bỏ là được nha. Nguyên tắc là quy hết phải bỏ. Cho đủ với bùng cái chai nào. Quy hết phải bỏ. Đoạn này Thảo comment trước là 5. Dương Mạnh 5. Ừ.
Chiều dài sợi dây là 1,2, tốc độ trên sóng là 3. Ở đây bạn người ta chọn hai đầu cố định nhá, hai đầu cố định thì L của chúng ta là bằng K lambda chia 2 đúng không? Lambda thì bằng V chia F. Người ta yêu cầu mình tính F, cho nên các em suy ra F sẽ bằng K V chia cho 2 L, được chưa? K V chia 2 L. Nào thay số với f bằng f một thì trên dây có 7 nút tức là 6 ó đúng không, 6 ó nha, 7 nút là 6 ó nhân với quế là bằng quế ở đây là 3 thì nhá, 2 l là 1,2. Con F2 có 3 bụng. 3 bụng. 3 bụng thì tạo ra mấy bò các em? 3 bụng là tạo ra 3 bò. Vậy các em suy ra F1 trừ F2 nó sẽ bằng 6. Thế này 3 đi cho 2 nhân 1 bình này. 3,75 chứ. Được chưa? Đó. Rồi. 15 phần tư, 3,75. Em tính kiểu gì mà ra nắm này? Nhiều đứa ra nắm này. Anh đang sử dụng công thức một cố định môn tư gió nhỉ? Cái n là ba bùng sóng là phải thành hả, ba bùng sóng là ba bò chứ. dạ nhầm. Hai đầu cố định mà giờ này hai đầu cố định là số bò bằng số bùng đấy. Còn số nút là cá cộng 1. Một đầu cố định thì ra số bó là cá. Còn số nút với số bùng bằng nhau. Bằng cá cộng 1. Nhớ nha. Cả trên này là bằng cá. Ok. Câu hỏi số 7. Rồi, lần này các bạn lấy ra 5. Ok. Ở đây là một đầu cố định, một đầu tự do. Tức là ta có công thức là 2K cộng 1 V trên 4 L. Nào, tính F1. Với F1 thì có 9 nút. 9 nút thì sẽ có 8 bó.
Quy, chúng ta cho là 3. Nhập 2 nhân 8 cộng 1 nhân với 3 thì cho 4 nhân 1,2 F2 bằng còn 5 bùng, 5 bùng thì 4 bó 2 nhân 4 cộng 1 nhân 3 thêm 4 nhân 1,2 từ đó mình tìm được F1 trừ F2 thì là bằng 5 thì sao bằng đó, thế đó. Hôm nay chị cần thuộc cho tay cái công thức cái động công thức chiều dài này là ok này, không cần làm gì cao siêu, học phải thêm có gì công thức chắc. Đây là những công thức cổ sách giáo khoa bắt buộc phải thuộc, đa phần người ta không cần phải thuộc. Câu số 8. Sóng dưng xảy ra đến một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định. Cái kích thích về tần số F1 thì trên dây có bảy nút. Để tăng thêm delta F thì tăng thêm hai nút. Nếu giảm tần số đi 2 delta thì bao nhiêu bù? Rồi, đã có comment. Ok. Khi dây có tần số là F1 thì nó có, đầu tiên phải đọc đây là hai đầu cố định nha. Hai đầu cố định nha. Thì F nó có công thức là gì? F nó có công thức là K nhân V để cho 2L, đúng không? Ở đây để cho dễ dàng này, để cho dễ viết thay sẽ F. Cái thằng này thầy gọi là F0 nha. Cái này ta quy ước với nhau thằng là F0. Ta xuống cơ bản. Lúc này ta có này. Dài nha. Cái thằng F1 nó có 7 nút. 7 nút tức là 6 bó. Cho nó 6 F0. Nếu tăng tần số lên delta F thì trên sợi dây tăng thêm 2 nút. F1 cộng delta F thì tăng thêm 2 nút. Lúc đầu có 7 nút mà tăng thêm 2 nút thì được 9 nút. 9 nút thì sẽ được 8 F0. Đúng không? Đấy, 9 nút nha. Thế được 8 F0. Bây giờ nếu giảm đi, nếu giảm đi tần số 2 delta F, được chưa? Đấy. Thì được bao nhiêu bùng? Đúng không? Bao nhiêu bùng 6. Từ cái này này, từ cái này ta suy ra là delta F nha, từ hai cái điều này, từ hai điều này, từ hai điều này kém trừ về theo vế thì ta sẽ được delta F, nó sẽ bằng hai lần F0 đúng không, hai lần F0 đó, trừ về theo vế nha, dưới dưới trừ trên, delta F sẽ được hai lần F0. Đó. Vậy đây được F1 này.
trừ là hai lần của hai lần f0. F1 thì được 6 lần f0. Đây, f1 thì được 6 lần f0. Trừ 4 lần f0 thì được 2 lần f0. Vậy đây chúng ta sẽ có k ở đây bằng 2. Tức là được 2 bụng, 2 bò. Và chính là 2 bụng. Đấy, xong. Tốt, chính xác. Giờ mình để thảo ra được không? À, cái mà công thức viết f0 này thì viết nó về đến 2 lần nữa nha. Thì mời công tay. Dạ, hơi công tay. Viết nó về đến 2 lần là f0. Ok nhé. Nào, bây giờ ta sang câu hỏi số 9. Thầy ơi, nếu như mà tăng thêm hai nút sóng thì là hình thêm v trên 2 l hay là 2 v trên 2 l thôi. Tăng thêm gì? Tăng thêm hai nút. Tăng thêm hai nút, lúc đầu 7 nút thì tăng thêm hai nút là 9 nút. Lúc đầu 7 nút tăng thêm 2 nút thành 9 nút. 9 nút thì là toàn bó. Dạ. Rồi, câu 9. Hai câu nữa. Mười bốn nút à, mười bốn nút chết rồi. Sáu à, chết rồi. Đúng rồi, bài, bài, chính xác, bài. Đầu tiên bài này phải trả lời được này. Bài này phải trả lời được này. Đó là, nó là đầu, hai đầu cố định hay một đầu cố định, một đầu tự do.
Ở đây người ta cho hai cái tần số liên tiếp là 65 và 91. 65 và 91 này thì dùng để làm gì? Bây giờ hỏi đạt một chút là đây là thuộc loại sợi dây gì? Hai đầu cố định hay là một cố định một tự do? Hỏi đạt đây. Hai đầu cố định. Hai đầu cố định, hai đầu cố định là sai rồi. Hai đầu cố định là sai rồi. Bây giờ nhìn nha. Cái em đi đây là hai tần số liên tiếp, đúng chưa? Và chúng ta lật lại cái lý thuyết một tí này. Lật lại lý thuyết một tí này. Đối với hai đầu cố định ấy. Đối với hai đầu cố định thì tần số liên tiếp đó là F0, 2F0 hoặc 3F0. Nếu các em lấy hai tần số liên tiếp này chia nhau. Đây, chia nhau thì ta luôn có tỷ lệ này, lấy thằng này chia thằng này thì tỷ lệ là 2:1. Lấy thằng 6 chia thằng này được 3:2. Lấy thằng 6 nữa là 4:3. Lấy thằng 6 nữa thì là 5:4. Nói chung là nó là tạo, nếu chia nhau thì nó tạo ra số tự nhiên liên tiếp. Còn các em quan sát, đối với một cố định một tự do, các em chia nhau mà xem, tỷ lệ sẽ là 3:1. Còn ông này mà chia nhau là 5:3. Ông tiếp theo chia nhau được 7:5. Tức là số lẻ liên tiếp, nó sẽ là tạo ra số lẻ liên tiếp nếu chia nhau. Đi cho có dấu hiệu đó, cho có dấu hiệu đó, ta quay trở lại với con này. Các em là 91 mà chia 65 xem nào. 91 mà chia 65. Đó có phải là hai số lẻ liên tiếp không? Đúng chưa? Đấy. Hai số lẻ liên tiếp. Hai lẻ liên tiếp chỉ có thể là một cố định, một tự do. Được chưa? Một cố định, một tự do. Và dãy tần số của nó sẽ là F0 này, 3F0 này, 5F0 này, tức là số lẻ đấy, số lẻ. À, số lẻ. Và các em để ý này. Nãy là mình chưa phép chia đúng không? Đây mình dùng phép chia rồi. Bây giờ ta dùng phép trừ. Nếu cứ lấy hai tần số liên tiếp trừ nhau thì nó sẽ ra cái gì các em? Hai tần số liên tiếp trừ nhau, 3F0 mà trừ F0 thì được gì? 2F0. Bằng 1. Bằng này cũng là 2F0. Đúng không? 2F0. Cứ lấy hai tần số liên tiếp mà trừ nhau thì được là 2F0. Quay các em là 91 mà trừ đi 65. Kiểu gì nó cũng ra 2F0 kém nha, đúng không? Kiểu gì nó cũng ra 2F0. Và từ đây F0 của chúng ta là được bao nhiêu? 91 trừ 65 được chia 2 nó được 13. Đúng chưa? 13. 13. Đó. Trong khi đó này, bây giờ người ta hỏi là 169 này này là tạo ra bao nhiêu nút sóng? Tức là ít nhất ta phải tìm số bỏ ra. Ta có công thức là F bằng gì? 2K cộng 1 F0. Có nhớ công thức nào? Cái này thầy bảo này, cái tần số của nó là F0, 3F0, 5F0. Tóm lại là số gì các em? Số lẻ là F0 không? Vừa mới ghi lên lý thuyết xong, nhớ không? Vừa mới ghi lên lý thuyết xong. Vừa mới ghi lên lý thuyết xong. Đây, 2K cộng 1 F0. Được chưa? Đây sẽ là 169 sẽ bằng 2K cộng 1 của 13. Từ đó các em suy ra K là 6. K là 6 là bùng nha, 6 bó nha, 6 bó thì được 7 nút, đúng không? 7 nút. Được chưa? Đấy, câu khó đấy, đúng không? Tức là nó liên tiếp nhau là cách nhau 2F0 trừ nhau sẽ ra 2F0. Cái nữa là phải nhận biết đâu tự do đâu cố định, dựa vào việc là chia nhau đấy. Ok chứ? Đấy, khá hay, đúng không?
Nào nốt, ta nốt một câu cuối cùng nhỉ. Câu hỏi số 11. Đây là câu hỏi mà buổi trước chúng ta đang dở dang. Lý do là vì có buổi trước thay chữ mà có một câu dở dang đấy này. Lý do là vì có một câu đó là tổng số bung một số bút là 33. Trong vòng buổi hôm trước thì chúng ta không khó để nhận biết cái này. Tìm số điểm biên độ cung phá vậy á, cung biên độ và cung phá trên sợi dây. Nếu khoảng cách từ A đến đầu tiên này, các em nói cho thầy khi mà đọc lên, chưa đọc yêu cầu ở đây nhá, chưa đọc yêu cầu ở đây nhá, đọc đến đấy thôi, đọc đến cái câu A thôi. Các em nói xem đấy là trường hợp nào, hai đầu cố định hay một đầu cố định, một đầu tự do. Phải biết được nó là thuộc loài nào đó. Nào suy nghĩ, tổng số bung với số nút là 33 thì nó là thuộc loài nào? Hai đầu cố định rồi đấy. Hai đầu cố định thì sao? Hai đầu cố định lý do này, lý do này. Trong hai đầu cố định ấy thì cá là số bó với số bung đúng không? Số bung là cá, còn số bó là số nút là cá cộng một, thì cộng lại với nhau thì nó sẽ là số gì? Hai cá cộng một đúng không? Cá này cộng với cá cộng một này là hai cá cộng một, thì hai cá cộng một nó là số số lẻ, thấy chưa? Số lẻ. Qua 33 và số 33 nó chính là số lẻ. Còn nếu hai số này cộng lại này, số bó với số bó này với số nút, số bung với số nút, nhân số bung với số nút mà cộng lại thì nó sẽ là 2k cộng 2 đúng không? Số số bung đây là số nút đấy nha. Bung với nút cộng lại là 2k cộng 2 và nó sẽ là số chẵn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ loại trường hợp này. Đấy. Ở đây 33 là số lẻ. Là số lẻ. Nên đấy là hai đầu cố định. Đấy. Với số bó là K, số bung là K, K cộng 1 là số nút. Thì tổng số bung và số nút sẽ là 2K cộng 1 bằng 33. Với K sẽ bằng là 32 chia 12 là 16. Như vậy là ta được 16 bó. Thời gian 16 bó. Bây giờ này có 16 bó tổng cộng, 16 bó tổng cộng mà chiều dài giấy thì này là 8. L bằng cá lambda chia 2. Quay các em tính được lambda. Thay vào 8 sẽ bằng cá là 16 của lambda chia 2. Vậy lambda sẽ bằng 1. Đúng không? Là 18 cm đấy. Đó. Ok, bữa đầu tiên là mình chưa làm gì cả, mình cứ tính lambda thôi nhá. Bây giờ mình vào câu A này, vào câu A này. Điểm A cách đâu sợi dây là đi. Điểm A cách đâu sợi dây là đi. Cho nó cái đế này này là 25. Tìm số điểm cung biên độ và cung phá. Đấy. Về nguyên lý nha, đầu tiên là ta phải biết điểm A nó nằm ở vị trí nào. Thì cái số 25 này này, số 25 này này. Số 25 này rất đặc biệt, nó chính là lambda chia 4. Thấy chưa? Lambda chia 4.
lăn đá thì là 100. Quay thì A chắc chắn là bụng, đúng không kém? A là bụng. Còn em lăn đá chưa bụng không? Và nó có tổng cộng là 16 bó. 16 bó. 16 bó thì nó có bao nhiêu điểm cung pha? A sẽ cung phá với bó số 1 này. Mà bữa thầy dạy cho em là cung phá là phải cung, nó thuộc cùng một bó chẵn hoặc một cung thuộc bó lẻ. Nó sẽ cung phá với bó số 1, bó số 3, bó số 5, bó số 7, bó số 9, bó số 13, đúng không? À nhầm, 11 nữa. Bó số 13, bó số 15. Như vậy là tổng là chúng ta có bao nhiêu bó sẽ cung phá với A? Đây là 1, 2, 3, 4, 7. 7 điểm nha. 7 điểm sẽ cùng biên độ và cùng phá với A. Vì cứ các em cứ hiểu là cứ một bó, đúng không? Cứ một bó nó lại có một điểm cùng phá và cùng biên độ, đó là điểm bùng. Như vậy câu A là 7 điểm. Được chưa? Đó, câu A là 7. Còn câu B. Câu B. Cô B là A cách cách nút là 20 cm, tức là A, tức là A nó không phải nằm ở bụng nữa, được chưa? Mà nó nằm ở cách phía bên này này, cách phía bên này. Đấy. Thì để mà cung phá, để mà cung phá được A, để mà cung phá được A, thì trước hết nó sẽ thuộc bó số 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, đúng không? Nó sẽ thuộc mấy cái bó này, 3, 5, 7, 9, 11, 13 và 15. Vậy thì có bao nhiêu? Liệu có phải là 7 không? Thì các em ghi nhớ này, cứ một bó, cứ một bó nó lại có mấy điểm cùng biên độ với A? Nó lại có 2 điểm cùng biên độ với A. Mọi người thấy nó rồi. Cứ qua bùng, cứ qua bùng lại có 2 điểm đối xứng qua bùng cùng biên độ nhau, đúng không? Cứ qua bùng lại có 2 điểm cùng biên độ nhau, đối xứng nhau. Như vậy một bó, đây là 7 bó này. Một bó sẽ tạo ra 2 điểm. Vậy thì 7 bó sẽ tạo ra nhân 2 lên, tạo thành 14 điểm. Đúng không? 14 điểm. Còn điểm nào nữa không? Điểm nào nữa? Điểm. Điểm gì? Điểm đối xứng với A qua bó số mấy? Bỏ số 1 đúng không? Điểm đối xứng với A có bỏ số 1 nữa. Được chưa? Thì tức là ta sẽ phải cộng thêm 1 nha. Ta sẽ phải cộng thêm 1. Nó sẽ là 15 điểm. Ok chưa? Đã là 15. Ngoài ra có một điểm này nữa nha. Cứ một bỏ ta ra 2 điểm cùng phá của biên độ. Và ngoài ra còn một điểm này nữa. Đã. Xong. Rồi, thắc mắc chưa? Hả? Thắc mắc á?